Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thi triển một món mới, đó là bưởi da xanh các bạn. Bưởi da xanh khổng lồ này, rất là to này. Mời các bạn cùng với mình sẽ bắt đầu thưởng thức món mới này xem nó ngon không ạ. Ký 70 ngàn đó các bạn. Trái này là gần 2 kg, một ký 9 chưa được 2 kg mà 70 ngàn một ký các bạn, rất là to nha. Không biết vỏ nó nhiều không, này chắc vỏ như này nha. Thử thưởng thức xem nhé. Chè ra luôn. Wow. Không biết nó có ngọt không nhé. Liệu có ngọt không đây các bạn? Ngon, ngon. Ngọt lắm các bạn ạ. Được ạ. Đúng là ký 70 ngàn mua không có uổng các bạn. Nhưng mà ngon thật các bạn ạ. Ngon nhưng mà mau no. Ăn ăn miếng này. Đỏ tươi.
À, không ăn nữa các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.